Xin chào, chào mừng bạn đến với bài tập yoga Vinyasa cổ điển thuộc khóa học yoga cho người mới cùng huấn luyện viên yoga bài Sophie. Bài tập này sẽ có sự tham gia của Yogi Hồng và Yogi Thắm đến từ Thiên Ân Yoga House Hội An. Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hành các chuỗi chào mặt trời cổ điển của yoga, chào mặt trời C, B và A. Chúng ta sẽ đi theo thứ tự ngược từ C đến A như vậy. Chuỗi C sẽ làm tăng sự dẻo dai của cột sống, B sức mạnh của đôi chân và A sẽ là một chuỗi làm cho chúng ta phải di chuyển nhanh. Như vậy thì bài tập này sẽ rất phù hợp cho buổi sáng đi từ dễ cho đến khó và từ dẻo dai cho đến sức mạnh, từ chậm cho đến nhanh. Các bạn nếu là người mới thì có thể chuẩn bị thêm cho mình hai miếng gạch và đặt ở phía đầu thảm. Và bây giờ mời các bạn hãy trải thảm ra cùng Sophie thực hiện bài tập Vinyasa cổ điển dành cho người mới. Ngồi trong tư thế thoải mái, bạn có thể ngồi xếp bằng hai chân thế này hoặc là sẽ quỳ lên hai gối. Ngồi giống như chị cũng được, đấy, như thế này cũng được, hoặc như là Sophie. Ngồi thoải mái ở đây, tay đặt lên gối hoặc lên đùi, nâng vai hít vào kéo dài cột sống ra. Thở hết ra thả lỏng vai, thư giãn khuôn mặt. Ngồi ở đây và hít thở sâu vài hơi. Khi nào sẵn sàng hãy nhắm mắt lại. Hãy để cho cơ thể hít thở sâu trong cuộc sống. Chúng ta đôi khi quên mất hơi thở của mình. Tập yoga là đưa sự tập trung vào hơi thở, vào thời khắc hiện tại. Đó chính là sự chánh niệm của yoga và cũng chính là sự thực hành yoga. Trong bài tập này chúng ta sẽ đưa sự tập trung vào từng động tác, từng tư thế asana, kết hợp với hơi thở sâu, nhịp nhàng. Và chúng ta làm những điều này với một tâm trí lắng dịu, quên đi mọi suy nghĩ loanh quanh, tập trung vào thời điểm hiện tại. Một động tác, một hơi thở. Hít một hơi thật sâu. Hơi thở ra thật chậm. Hít sâu, nở căng lồng ngực, bơm đầy hai lá phổi. Nín thở, giữ hơi thở ở dưới đáy chậu. Rồi từ từ thở hết ra, thật chậm. Rồi từ từ mở mắt ra và chúng ta cùng bước lên đầu thảm để thực hiện bài tập Vinyasa cổ điển dành cho người mới. Vinyasa là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Một động tác, một hơi thở. Và bây giờ chúng ta cùng vào chuỗi chào mặt trời C nhé. Hít vào, vươn hai tay qua đầu. Kéo căng giãn cột sống. Thở hết ra gập người xuống hai chân. Co gối lại cho người mới.
Hít vào, nâng nửa người lên, tay đặt lên đùi. Võng lưng, hướng xương cụt lên, mở ngực, cuộn vai về sau. Thở hết ra, tay chạm xuống sàn. Bước chân phải về sau dài, cuối thẳng. Duỗi mũi chân, hít vào, nâng ngực vai lên, tay có thể đặt lên đùi trái. Mở ngực hướng lên trời, thở hết ra, hạ thấp hông xuống bàn chân trái. Rồi đặt hai tay xuống sàn, bước chân trái về sau, vào tư thế tấm ván plank, hít vào chồm lên phía trước, mông vai đầu trên một đường thẳng. Thở hết ra, đặt gối, ngực cằm xuống sàn. Hít vào rắn hổ mang, nâng ngực lên, cuộn vai về sau. Thở hết, chó úp mặt, đẩy hông cao lên trời. Nâng chân phải lên, hít vào. Thở bước lên giữa hai tay. Đặt gối trái xuống sàn, duỗi mũi chân về sau. Hít vào, nâng ngực vai lên. Trăng lưỡi liềm thấp. Thở hết ra, hạ thấp hông. Đúng rồi, mình có thể đưa tay qua đầu. Rồi đặt hai tay xuống sàn phía trước. Bước chân trái lên. Hít vào, nâng nửa người lên. Bỗng lưng mở ngực, co gối lại. Nhìn về phía trước, thở hết ra, gập người xuống hai chân. Hít vào, vươn tay qua đầu. Đứng thẳng người. Thở, tay chắp trước ngực, Samadhi. Đổi bên, hít vào, vươn tay qua đầu. Thở hết ra, gập người xuống. Co gối. Hít vào, nâng nửa người, tay trên đùi. Mở ngực, đẩy vai ra xa, tai võng lực. Thở hết ra, tay chạm xuống sàn. Bước chân trái dài về cuối thẳng. Duỗi mũi chân, gối phải không vượt quá mũi chân phải. Tay đặt lên đùi phải, nâng ngực hướng lên trời, hít vào. Thở hết ra, hạ thấp hông xuống. Đặt tay xuống sàn, bước trở về tấm ván plank. Hít vào, chồm lên, mông vai đầu thẳng hàng. Thở hết, đặt gối ngực cằm xuống sàn. Hít vào, rắn hổ mang, nâng ngực, cuộn vai về sau. Thở hết ra, chó úp mặt, đẩy hông cao lên trời. Nâng chân trái lên, hít. Bước lên phía trước, thở hết ra. Đặt gối phải xuống sàn. Tay đặt lên đùi trái, nâng ngực vai lên. Hít vào, mở ngực hướng lên, hạ cổ trỏ, thở, hãy nhấn hông xuống gót chân trái. Hai tay chạm sàn, bước chân phải lên phía trước. Hít vào, co gối, nâng nửa người lên, mở ngực. Thở hết, úp bụng ngực cằm xuống hai chân. Đẩy hông cao lên trời, co gối lại. Hít vào, vươn tay qua đầu. Kéo dài cột sống ra. Thở, tay chấp trước ngực, Samadhi. Lần thứ hai, hít vào, vươn tay lên cao. Thở ra, gập người xuống. Hóp bụng lại. Người mới co gối, nhìn về sau. Hít vào, nâng nửa người lên, tay lên đùi hoặc chạm xuống sàn. Thở hết ra, bước chân phải về cuối thẳng. Duỗi mũi chân. Hít vào, vươn tay qua đầu. Kéo dài, giãn cột sống. Đan tay với nhau, thở hết ra, đẩy ngực lên trời, mắt nhìn lên nếu được. Hít vào, nhìn về trước. Thở, đặt tay xuống sàn. Lùi hông ra sau, hướng mũi chân trái lên trời. Hít vào, nhìn về ngón chân trái. Thở hết, gập người xuống. Thả lỏng cổ, nhìn về sau. Bụng chạm đùi. Co gối trái lại. Bước chân trái về cuối thẳng. Tấm ván plank, hít vào, chồm lên. Mông vai đầu thẳng hàng, thở, đặt gối ngực cằm xuống. Hít vào, rắn hổ mang, nâng ngực, cuộn vai về sau. Thở hết, chó úp mặt. Đẩy hông cao lên. Nâng chân phải, hít.
Thở bước chân phải lên giữa hai tay. Đặt gối trái xuống sàn, duỗi mũi chân. Hít vào lưỡi liềm thấp, tay qua đầu. Thở hết ra, đẩy ngực cao lên trời. Hít vào nhìn về phía trước. Thở tay chạm xuống sàn, lùi hông ra sau, hướng mũi chân phải lên. Người mới co gối phải lại. Hít, nhìn ngón chân phải. Thở gập người xuống. Gập gối phải. Nhấc gối trái, bước chân trái lên phía trước. Hít vào nâng nửa người lên, võng lưng mở ngực ra. Thở hết gập bụng ngực cẳng. Hít vào vươn tay qua đầu. Thở chắp tay trước ngực Samadhi. Hít vào vươn tay lên cao. Thở gập người xuống. Hít nâng nửa người lên. Tay đặt lên đùi cho người mới. Thở tay úp xuống sàn, bước chân trái về sau, duỗi mũi chân. Hít vào tay qua đầu. Thở hết ra, ngả về sau, mở ngực hướng lên trời. Hít vào nhìn về trước. Thở hai tay úp xuống sàn, lùi hông về sau, hướng mũi chân phải lên. Hít vào mở ngực nhìn ngón chân. Thở úp bụng ngực cằm xuống, hướng cùi chỏ xuống sàn, căng duỗi cơ đùi sau chân phải. Gập gối phải, nâng gối trái lên, bước trở về tấm ván. Chồm lên hít vào. Thở đặt gối ngực cằm xuống sàn. Hít vào rắn hổ mang. Nâng ngực cuộn vai về sau. Thở hết chó úp mặt. Đẩy hông cao lên trời. Hít vào nâng chân trái lên. Thở hết bước lên phía trước giữa hai tay. Đặt gối phải xuống sàn. Duỗi mũi chân. Hít vào đưa hai tay qua đầu. Kéo dài cuộc sống. Thở ra ngả về sau mở ngực nhìn lên. Hít vào nhìn về phía trước. Thở đặt tay xuống sàn. Lùi hông ra sau hướng mũi chân trái lên trời. Hít vào nâng nửa người nhìn về ngón chân trái. Thở hết ra gập bụng ngực cẳng xuống. Mắt nhìn xuống. Gập gối trái lại. Bước chân phải lên phía trước. Hít vào nâng nửa người lên. Thở gập bụng ngực cẳng. Hít vào vươn tay qua đầu. Thở Samadhi. Rồi cùng chuyển sang chuỗi chào mặt trời B. Co gối hạ thấp hông, cái ghế. Tay chạm gót chân. Hít vào vươn tay qua đầu. Mở ngực nhìn lên. Thở tay chạm xuống sàn. Đẩy hông cao lên. Người mới co gối lại. Hít vào nâng nửa người. Võng lưng. Thở hết ra hai tay úp xuống sàn. Bước hai chân về sau. Bước chân nào trước cũng được. Chồm lên phía trước. Hít vào. One Vinyasa. Thở ra đặt gối. Ngực cằm xuống sàn. Hít vào. Rắn hổ mang. Mở ngực ra. Nâng vai lên. Thở chó úp mặt. Đẩy hông cao lên trời. Nâng chân phải lên, hít vào. Thở, bước chân phải lên giữa hai tay. Hướng gót chân trái lên trời, hai tay đặt lên hông. Hít vào, nâng ngực vai lên. Đẩy hông trái về trước, lùi hông phải ra sau, hai hông hướng về phía trước thả. Rồi hóp bụng vào, gập gối trước. Không vượt quá cổ chân, đưa tay qua đầu, hít vào, thở ngả về sau mắt nhìn lên. Hít vào nhìn về phía trước, thở hết ra tay chạm xuống sàn. Bước chân phải về tấm ván, không tiếng động,
chồm lên phía trước, hít vào, thở hết ra, gối ngực cằm chạm sàn. Hít vào rắn hổ mang, thở chó úp mặt. Đổi bên, nâng chân trái lên, hít, chó úp mặt ba chỉ. Thở bước chân trái lên giữa hai tay. Đẩy hông phải lên trước, hai tay đặt lên hông. Hít vào, nâng ngực vai lên. Rồi đưa tay qua đầu. Thở hết ra, ngả về sau, mở ngực nhìn lên, trăng lưỡi liềm cao. Hít vào, nhìn về trước. Thở tay chạm xuống sàn. Bước chân trái về sau không tiếng động. Tấm ván. One Vinyasa. Gặp nhau ở chó úp mặt. Trùng gối. Nhìn điểm giữa hai bàn tay. Hít vào. Bước hoặc nhảy hai chân lên phía trước. Thở hết ra. Hít vào cái ghế co gối, hạ thấp hông tay qua đầu. Nhấn gót chân đứng dậy, thở hết ra Samadhi Hiji. Hóp bụng lại. Tiếp tục lần thứ hai, co gối hạ thấp hông cái ghế. Hít vào, gối chạm vào nhau. Mở ngực nhìn lên. Thở gập người xuống Uttanasana. Hít nâng nửa người. Thở nhấn tay xuống sàn, bước hoặc nhảy về sau. Tấm ván. One Vinyasa. Đặt gối, ngực cằm xuống hoặc Chaturanga. Chó úp mặt. Chữ V ngược. Nâng chân phải lên, hít. Thở hết ra, bước lên phía trước. Đặt gót chân trái chạm sàn phía sau, đẩy hông trái lên. Hít vào, đưa hai tay qua đầu. Kéo dài cột sống ra. Thở hết, ngả về sau, mở ngực hướng lên trời. Chiến binh một. Hít vào, nhìn về phía trước. Thở hai tay chạm xuống sàn. Bước chân phải về sau không tiếng động. Tấm ván. One Vinyasa. Gặp nhau ở chó úp mặt, người mới có thể đẩy luôn từ tấm ván về chó úp mặt. Đổi bên, nâng chân trái lên, hít. Chó úp mặt ba chỉ, thở bước lên hai tay. Gót chân phải chạm sàn, đẩy hông phải lên phía trước. Hít vào, nâng tay qua đầu. Chiến binh một, kéo dài cột sống. Thở ngả về sau, mở ngực nhìn lên. Hít vào, nhìn về phía trước. Thở đặt tay xuống sàn. Hướng gót chân phải lên trời, bước chân trái về sau tấm ván plank. Chồm lên, hít vào. Thở ra, gối ngực cằm xuống sàn hoặc Chaturanga. Hít vào, rắn hổ mang hoặc thẳng cùi chỏ. Chó ngẩng mặt, nâng hông lên, mở ngực ra. Thở, chó úp mặt. Chữ V ngược. Trùng gối, nhìn giữa hai bàn tay. Cuộn lưng con mèo, hít vào. Bước hoặc nhảy chân lên phía trước. Cái ghế co gối hạ hông, hít vào. Nhấn gót chân đứng dậy, thở hết ra. Samadhi Hiti, hóp bụng lại. Rồi tiếp theo, cùng thực hiện chuỗi chào mặt trời An 5 lần. Hít vào, vươn tay qua đầu. Thở gập người xuống. Hóp bụng, người mới co gối lại. Hít vào, nâng nửa người lên, võng lưng. Thở tay úp xuống sàn. Bước hoặc nhảy hai chân về sau. Tấm ván plank, chồm lên, hít. One Vinyasa. Gối ngực cằm chạm sàn hoặc Chaturanga. Hít vào, rắn hổ mang hoặc chó ngẩng mặt. Thở, chó úp mặt.
đẩy hông cao lên trời. Chùng gối cuộn lưng hít vào. Bước hoặc nhảy hai chân lên giữa hai tay. Thở hết ra. Hít nâng nửa người lên. Võng lưng. Thở gập người xuống. Hóp bụng. Hít vào vươn tay qua đầu. Kéo dài cuộc sống ra, ngả về sau nếu được. Thở chắp tay trước ngực. Samadhi. Rồi còn 4 lần nữa, hít vào vươn tay lên cao. Kéo dài cuộc sống mở ngực ra. Thở gập người xuống. Người mới co gối lại. Hít vào nâng nửa người lên. Võng lưng. Thở, tay úp xuống sàn, nhấn bàn tay xuống, nâng vai lên. Rồi bước từng chân về sau. Hoặc nhảy về sau. Tấm ván plank, chồm lên hít vào. One Vinyasa, thở hết ra. Gặp nhau ở chó úp mặt. Chữ V ngược. Co gối. Nhìn lên giữa hai bàn tay. Bước hoặc nhảy hai chân lên phía trước. Hít vào nâng nửa người lên. Thở gập bụng ngực cẳng. Hít vào vươn tay qua đầu. Thở tay chắp trước ngực Samadhi. Hít vào vươn tay lên cao. Thở gập người xuống hóp bụng lại. Hít vào nâng nửa người lên. Thở nhấn tay xuống sàn bước hoặc nhảy về sau. Tấm ván chồm lên hít. Thở đặt gối ngực cằm xuống sàn hoặc Chaturanga. Hít vào rắn hổ mang. Thở chó úp mặt. Chùng gối, cuộn lưng hít vào nhìn giữa hai tay. Bước hoặc nhảy hai chân lên phía trước. Thở hết. Hít nâng nửa người lên. Võng lưng mở ngực ra. Thở gập bụng ngực cằm. Hít qua đầu. Thở tay trước ngực Samadhi. Hai lần cuối hít vào vươn tay lên cao. Thở ra gập người xuống. Hóp bụng lại. Hít nâng nửa người lên. Thở úp hai tay xuống sàn. Nhấn bàn tay xuống. Bước hoặc nhảy về tấm ván plank. One Vinyasa. Cobra hoặc chó ngửa mặt. Chó úp. Chùng gối nhìn điểm giữa. Cuộn lưng. Bước hai chân lên phía trước. Hít nâng nửa người lên. Thở gập người xuống. Hít vào vươn tay qua đầu. Thở ngực Samadhi. Lần cuối hít vào. Tay qua đầu. Người xuống hai chân, hóp bụng vào. Hít nâng nửa người lên. Thở nhấn tay xuống sàn, bước hoặc nhảy về. One Vinyasa. Gặp nhau, chó úp chữ V ngược. Co gối, nhìn điểm giữa hai bàn tay, hít vào, bước hoặc nhảy chân lên phía trước. Hít vào nâng nửa người lên. Thở gập bụng ngực cằm. Hít vào vươn tay qua đầu. Thở tay chắp trước ngực Samadhi. Rồi chúng ta cùng ngồi xuống giữa sàn. Tay đặt sau đùi, nằm xuống. Ôm hai gối vào ngực.
nhấn thắt lưng xuống, hít vào. Thở hết ra, duỗi từng chân về cuối thảm. Ngửa hai tay lên trời, thả lỏng từ đầu xuống chân. Hãy quan sát cơ thể. Phần nào chưa được thả lỏng, hãy nâng lên, rồi hạ xuống cho đến khi nào cảm thấy thư giãn toàn bộ cơ thể. Lúc đó, hãy ngửa bàn tay, nhắm mắt lại. Hai chân mở xuôi thảm. Điều hòa hơi thở, hít vào phình căng bụng lên. Thở hết ra xẹp bụng xuống. Hít vào phình căng bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. Hít vào nâng rốn cao lên. Thở ra xẹp rốn xuống. Hãy hít thở tự nhiên, theo nhu cầu của cơ thể. Thả lỏng tâm trí. Thư giãn khuôn mặt. Bài tập Vinyasa cổ điển làm cho nhịp tim của chúng ta có thể tăng nhanh hơn do tốc độ của bài tập một động tác một hơi thở nhanh hơn bình thường. Hãy nằm nghỉ ngơi trong tư thế cuối cùng Savasana để tâm trí lắng dịu xuống, nhịp tim chậm lại. Khi nào cảm thấy sẵn sàng mới ngồi dậy. Hãy nằm ở đây khoảng 5-10 phút nữa nhé. Namaste. Bạn vừa hoàn thành xong một bài tập thuộc khóa học premium yoga cơ bản từ A đến Z cùng với Sophie. Khóa học này được thiết kế theo triết lý luyện tập là cơ thể của bạn, yoga của bạn. Nghĩa là chúng ta sẽ tìm những bài tập, những tư thế, cách tập yoga để phù hợp với cơ thể của mình. Bởi vì cơ thể của mỗi người là khác nhau, phải không nào? Và khóa học này sẽ hướng dẫn các tư thế asana của Ấn Độ từ xa xưa cho đến nay đã chứng minh những lợi ích thật tuyệt vời cho thân tâm trí theo định tuyến của Hiệp hội Yoga Alliance của Mỹ dành cho cơ thể người trưởng thành đã khớp hóa và gặp phải những vấn đề như là kém dẻo dai và dễ mắc phải những hội chứng rất thường gặp như là cột sống cổ vai gáy, bị đau khớp gối, vân vân. Và nếu như mà bạn yêu thích những cảnh thiên nhiên như là cánh đồng lúa ở thành phố Hội An thì chắc hẳn bạn cũng sẽ rất yêu thích khóa học này, bởi địa điểm quay khóa học yoga cơ bản từ A đến Z cùng với Sophie là ở đây. Và bạn có thể xem những bài tập đó ở website yogacoban.az.com. Khóa học này thì được chia làm nhiều phần. Phần thứ nhất là nền tảng hướng dẫn các phương pháp tập yoga theo định tuyến của Mỹ. Và phần 2 là chú trọng hướng dẫn hít thở pranayama, những hơi thở như là phình bụng này, nadi sodhana, luân phiên bằng mũi hay hơi thở lửa để giúp sạch phổi và tăng cường hệ miễn dịch được giới thiệu trong khóa yoga cơ bản từ A đến Z với Sophie. Và ở phần thứ 3, bạn sẽ được hướng dẫn 3 phong cách tập yoga phổ biến nhất hiện nay là Hatha, Vinyasa và Sivananda. Ở phần thứ 4 là chuỗi các tư thế asana theo các chủ đề luyện tập yoga được yêu thích nhất như là cho giấc ngủ ngon, chào buổi sáng, cổ vai gáy, giảm cân cho người mới, thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Nếu như đây là những nội dung mà bạn yêu thích thì đừng ngần ngại truy cập vào website yogacoban.az.com để tìm hiểu thêm.
Và nếu như bạn cần được tư vấn thêm về khóa học này, hãy inbox cho Sophie, bởi vì biết đâu Sophie sẽ có những bất ngờ riêng dành cho bạn. Hẹn gặp lại tại khóa học Yoga cơ bản từ A đến Z, cơ thể của bạn, yoga của bạn. Namaste.